Ngày xưa có một bác nông dân, bác có một con lừa. Con lừa làm việc rất nhiều năm để phục vụ ông chủ chở bột mì và lúa mạch. Nhưng nhiều năm trôi qua, con lừa trở nên già yếu. Con lừa biết rằng nó không còn đủ khả năng làm việc trong trang trại nữa. Một buổi sáng tinh sương, nó rời khỏi nông trại và bắt đầu cuộc hành trình. Mình không còn khỏe mạnh nữa, nhưng vẫn còn giọng hát hay. Mình phải đến Bremen và đi hát để kiếm sống. Trên đường đi, nó băng qua một con chó săn đang nằm trên đường. Sao cậu lại nằm đây như thế này? Tớ là một con chó săn, nhưng khi tớ già và xuống phong độ, tớ không thể phục vụ ông chủ đi săn được nữa. Tớ có một đề nghị cho cậu đây. Tớ đang trên đường đến Bremen để làm ca sĩ. Đi với tớ không? Hãy tham gia vào ban nhạc. Tớ sẽ chơi mandolin và cậu có thể chơi trống. Con chó thích đề nghị này, cho nên nó tham gia cùng với con lừa. Không lâu sau, chúng thấy một con mèo đang ngồi trên mái nhà dọc trên đường đi. Con mèo trông rất buồn. Có chuyện gì vậy bạn mèo ơi? Bạn trông có vẻ buồn. Có chuyện gì à? Bây giờ mình già rồi, cho nên mình không đủ năng lượng để chạy nhảy như trước kia nữa. Và cũng không còn hàm răng đẹp và sắc nhọn nữa rồi. Thay vì bắt chuột, mình chỉ ngồi bên lò sưởi và làm biến thôi. Đó là lý do tại sao bà chủ lại đuổi mình ra khỏi nhà. Vậy hãy đi với bọn tớ đi. Đi với các cậu hả? Mà các cậu đang định đi đâu? Đến Bremen. Bọn tớ sẽ làm một ban nhạc và trở thành ca sĩ. Các bạn mèo thường rất quen với âm nhạc mà. Bạn có thể chơi harmonica với chúng tớ. Bạn mèo thích đề nghị này, cho nên đã nhảy xuống và tham gia vào ban nhạc. Khi ba kẻ lang thang băng qua phía trước một trang trại, chúng thấy một chú gà trống trên cột hàng rào. Đã gần trưa rồi bạn gà trống ơi, sao bạn vẫn còn gái chứ? Ngày mai là chủ nhật mà. Bà chủ mình mời khách tiệc tùng vào chủ nhật. Họ dự tính là sẽ làm thịt mình để tiếp đãi khách đó. Sao cậu còn đứng đây? Sao cậu không chạy đi? Mình có thể đi đâu bây giờ? Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng của mình rồi, nên mình sẽ gái cho đến khi không còn gái được nữa. Được rồi. Đừng phí hoài giọng hát kiểu này nữa. Đi với chúng tớ đến Bremen đi. Mình sẽ làm thành ban nhạc và chúng ta sẽ cần giọng hát khỏe như bạn. Con gà trống thích lời đề nghị và đồng ý ngay lập tức. Nó nhảy khỏi hàng rào và tham gia vào cuộc hành trình. Bốn người bọn họ đi cùng nhau trên đường. Chúng ta hãy nghỉ đêm trong rừng đi. Ngày mai chúng ta lại đi tiếp. Nhưng trước khi ngủ, con gà trống nhảy vòng quanh. Và từ nơi cậu đứng từ trên cao rất cao, tớ có thể nhìn thấy ánh đèn phía trước. Chắc là có một chú ngựa rất gần ở đây rồi. Vậy hãy thức dậy đi và đi về hướng đó. Tớ không quen ngủ trong bóng tối ở khu rừng như thế này. Ừ, có khi chúng ta lại tìm thấy ít xương để ăn nữa. Tất cả đồng ý và bắt đầu đi về nơi có ánh đèn. Cuối cùng chúng đến một căn nhà. Vì là người cao nhất nên con lừa ngó qua chỗ cửa sổ, nhìn bên trong này. Cậu đã nhìn thấy gì vậy người anh em lừa? Tôi nhìn thấy gì ư? Một bữa tối ngon lành được dọn sẵn trên bàn. Tuyệt quá. Tớ thấy đủ loại đồ ăn và thức uống trên bàn. Tớ đang chảy cả nước dãi rồi đây nè. Đi nào, chúng ta hãy tiến vào bên trong đi. Chờ chút, tớ nói chưa xong. Và tớ thấy có bốn tên cướp có vũ khí. Bốn tên cướp đang ăn uống trên bàn. Nghe thấy có mấy tên cướp, cả bọn rất là thất vọng. Đang có mấy tên cướp ư?
Nhưng mà tớ đói quá rồi. Không thể làm được gì đâu. Chúng ta hãy trở về khu rừng đi. Tớ mong là có cách gì đó làm cho mấy tên cướp này chạy ra khỏi đây. Này, tớ có một kế hoạch này. Lắng nghe cẩn thận nha. Bốn bọn họ nhảy lên đầu nhau và làm thành một cái tháp. Sau đó, con lừa ra hiệu và cả bọn bắt đầu hát. Khi nghe âm thanh kinh khủng này, đám kẻ cướp giật mình sợ hãi. Đám người bạn phá vỡ cửa sổ và nhảy vào bên trong với một tiếng động lớn. Cứu tôi với! Chạy khỏi đây mau! Chạy ra khỏi đây đi! Nhanh lên! Mấy kẻ cướp rời khỏi căn nhà trong sợ hãi và bắt đầu chạy vào phía trong rừng. Bốn con vật tranh bảnh rất vui vì mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Chúng ngay lập tức ngồi vào bàn và bắt đầu ăn những thức ăn ngon lành mà đám cướp bỏ lại. Sau bữa ăn, chúng tìm nơi ấm áp để có một giấc ngủ ngon lành, bởi vì chúng đã quá mệt. Cho nên chúng tắt đèn và bắt đầu đi ngủ. Bây giờ đã là nửa đêm rồi. Bọn kẻ cướp trông vào và nhìn thấy căn nhà không còn ánh đèn nữa. Bọn chúng cử một đứa đến để kiểm tra căn nhà. Tên cướp thấy quá yên lặng và muốn thắp một cái đèn lên. Ngay khi hắn vừa thắp đèn lên thì con mèo nhảy vào người hắn và dùng móng vuốt cào vào mặt. Con chó cắn chân hắn. Nghe tiếng động đó, con gà trống bị đánh thức và bắt đầu đứng gáy. Và ngay khi kẻ cướp tìm cơ hội để chạy ra ngoài hiên, con lừa ngay lập tức đá cho kẻ cướp một cú đá thật mạnh bằng chân sau của nó. Sau những gì đã xảy ra, tên cướp chạy tới nơi đám tên cướp đang chờ. Trong căn nhà không chỉ có một mà có tới bốn con khỉ. Chúng tấn công tôi. Và đám kẻ cướp bỏ chạy mà không quay đầu trở lại, và không bao giờ có ý định quay trở lại căn nhà một lần nữa. Bốn nhà công thành Raymond rất thích căn nhà này, nên chúng từ bỏ ý định đi đến Raymond mà quyết định chuyển vào ở căn nhà xinh xắn này, nơi mà cả bọn sẽ dành những ngày còn lại để ca hát và sáng tác.